tháng 2 năm 2021, Amway Việt Nam, thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp, vinh dự nhận được bằng khen của Bộ Y tế do có nhiều đóng góp trong việc cải thiện tình hình dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng 3 năm, Amway đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tháng 4 năm 2021, Amway Việt Nam vinh dự nhận được giải thưởng Rồng Vàng và được vinh danh là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI kinh doanh thành công tại Việt Nam trong vòng 10 năm liên tiếp. Ba sản phẩm thuộc dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite vinh dự tiếp tục nhận cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng. Giải thưởng do Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam tổ chức. Giải thưởng chính là nguồn động lực, cổ vũ mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục tăng cường đầu tư vào khoa học, đổi mới sản xuất để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Lễ ra mắt sản phẩm mới Active Skin Nutrition đã đánh dấu bước chuyển mình của thương hiệu thế hệ mới cùng thông điệp vẻ đẹp khỏe mạnh với hai bộ sản phẩm đầu tiên cấp ẩm Hydrating và cân bằng Balancing. Đây được xem là sự kết hợp độc đáo với nguồn dưỡng chất thực vật tinh khiết từ thương hiệu Nutrilite, tiêu chuẩn mỹ phẩm sạch, truy xuất nguồn gốc và tính cá nhân hóa trong dòng sản phẩm ra mắt. Sau lễ ra mắt, doanh số trung bình tháng của Active Skin Nutrition được ghi nhận tăng 65% so với Hydravi, dòng sản phẩm bán chạy nhất của Active trong nhiều năm trước đây. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn quốc, nhà máy Bình Dương đã thực hiện chiến dịch 105 ngày cắm trại và quy tắc 3 tại chỗ để duy trì sản xuất và kinh doanh liên tục, góp phần phát triển và tăng doanh số bán hàng của công ty. Kết quả thu được, sản lượng sản xuất tăng trung bình 150% so với năm 2020. Riêng những tháng cắm trại sản lượng đã tăng 200% so với những tháng bình thường. Đây chính là thành quả cho những nỗ lực của ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên nhà máy nhằm đảm bảo duy trì sản xuất hàng hóa, phục vụ nhu cầu nhà phân phối và khách hàng tăng cao trong mùa dịch vừa qua. Sự kiện công bố điểm đến hội nghị các cấp lãnh đạo 2022 lần đầu tiên được áp dụng công nghệ thực tế tăng cường AR tại Amway Việt Nam. Sự kiện được đầu tư quay phim cùng lúc tại hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan đã thu hút hơn 54.000 lượt tương tác cùng với 50.000 lượt xem trên hai kênh YouTube và Facebook Amway Việt Nam. Đây được xem là sự khởi đầu cho những điểm đến tuyệt vời trong năm 2022. Santorini, Hy Lạp, Auckland, New Zealand. Chuỗi hội nghị thành công lần đầu tiên thực hiện hoàn toàn trên nền tảng thực tế tăng cường AR đã lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần chiến binh Amway. Cùng với đó là sự chuyển mình trong thời đại số và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại mạng xã hội đã mở ra vận hội mới cho nhà phân phối tiến tới việc xây dựng nền tảng kinh doanh bền vững và phát triển thần tốc cùng Amway. Chuỗi sự kiện này đã nhận được sự quan tâm của hơn 80.800 lượt tiếp cận trên fanpage, hơn 66.800 lượt like, comment, share trên fanpage, hơn 48.200 lượt xem trên fanpage. Và đây cũng là sự kiện duy nhất nhận được 4.200 lượt xem trực tiếp, con số cao nhất từ trước tới nay của chuỗi sự kiện trực tuyến của Amway Việt Nam. Nutrilite một lần nữa khẳng định vị thế của mình khi được tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor International Limited công bố. Sản phẩm protein từ Nutrilite là thực phẩm bổ sung protein bán chạy số 1 thế giới. Theo đó, chiến dịch tự hào Nutrilite protein bán chạy số 1 thế giới đã được khởi động. Chỉ trong 2 ngày công bố đã có hơn 30 bài báo uy tín tiếp cận hơn 2 triệu người dùng với hơn 5.000 lượt chia sẻ. Chiến dịch còn nhận được hơn 150 bài dự thi lan tỏa sự tự hào và vô cùng sáng tạo. Và đánh giá tích cực từ các nghệ sĩ nổi tiếng như Quốc Cơ Quốc Nghiệp, Hoa hậu Khánh Vân, ca sĩ Phương Vi Idol và diễn viên Bảo Thanh. Năm 2021, Amway tự hào lần thứ hai nhận được giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2021.
Đây là giải thưởng do tạp chí SR Asia tổ chức bình chọn. Chính các Amwayer là những người đã góp phần to lớn tạo nên giải thưởng này. Giải thưởng được xem là sự tưởng tượng cho những nỗ lực và cống hiến không biết mệt mỏi, bất kể ngày đêm của tập thể nhân viên Amway Việt Nam. Sản phẩm mới Bodykey by Nutrilite Coffee and Chocolate của nhãn hàng Bodykey chính thức được ra mắt. Tiếp cận hơn 72.000 người tiêu dùng, gần 41.000 lượt tương tác với 1.500 người xem chương trình cùng lúc. Doanh số của sản phẩm Bodykey by Nutrilite tăng trưởng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2020. Lễ ra mắt không chỉ đa dạng thêm mùi vị sản phẩm Bodykey by Nutrilite, mà đây cũng chính là cơ hội tiềm năng cho nhà phân phối để phát triển kinh doanh cùng Bodykey. Chương trình ký kết hợp tác chiến lược cùng Viện Dinh dưỡng Đào tạo Tư vấn viên Sức khỏe đã giúp cho nhà phân phối được phát triển toàn diện với tiêu chí giàu kiến thức, giỏi kỹ năng, tròn sức khỏe và vững kinh doanh. Nhờ được trang bị các năng lực mạng xã hội như xây dựng nhãn hiệu và phát triển cộng đồng đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ về chăm sóc sức khỏe chủ động cho người tiêu dùng.